Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi quay cho các bạn xem cây đàn guitar Nhật Yamaha C300A. Công ty Nippon Gaki Company Limited, Hamamatsu, Japan, Nhật Bản. Cây Yamaha C300A này là cây có phân khúc xuất xưởng ngang với lại đàn Yamaha C300. Nó sản xuất sau Yamaha C300 huyền thoại. Về âm thì cây này nó ngang ngửa, nhưng mà gỗ thì hơi khác một chút về lưng và hông. Lưng và hông là khác loại. Về giá xuất xưởng thì là được, theo như tôi tìm hiểu thì được định giá là ngang với Yamaha C300, nhưng trên thị trường đàn cũ, tức là hiện tại chúng ta mua thì cây này rẻ hơn rất nhiều, rẻ đến một nửa luôn. Mà chất âm cũng ngang nhau. Cây Yamaha C300 bây giờ đẹp nó loanh quanh khoảng đến trên dưới 6 triệu đấy, thậm chí là hơn. Còn cây này thì lại rẻ hơn rất nhiều. Cây này thì tầm 3 triệu 6. Nó còn tùy thuộc vào phụ kiện nữa các bạn nhé. Phụ kiện dây xịn hay dây xấu, bao xịn hay bao xấu, có hổ hay không, thì nó sẽ chênh lệch khoảng một vài trăm. Bây giờ tôi quay cho các bạn về tổng thể ngoại hình nhé. Cây này thì lát nữa tôi sẽ test sơ lược thôi. Chất âm cực kỳ hay. Chưa thể test kỹ được bởi vì lý do là dây tôi chưa kịp thay. Vẫn là dây này nó hoen hết rồi. Thế là dây cũ, nó bị hoen gì hết rồi. Nhưng mà qua đánh giá sơ lược thì âm cực kỳ hay luôn. Chúng ta chơi đàn nhiều thì nghe là chúng ta cũng biết được mà. Dây thì tôi chưa kịp thay, sẽ hẹn ở video sau thật chi tiết. Còn video này chỉ sơ lược thôi. Bây giờ ngoại hình nhé. Thì đây, mặt đàn đây các bạn thấy nó cũng bóng chưa? Mặt đàn bóng này. Đầu đàn này, đi từ trên xuống thì chúng ta thấy cái logo này nó còn 100% luôn. Cái logo này nó mới tinh 100% luôn. Chưa một vết nào bị xước đi cả. Logo thì chẳng đóng góp gì cho cái phần âm thanh cả, nhưng mà nó là cái nhận dạng thương hiệu và nó là trang trí rất là đáng để sưu tầm. Đây là khóa đàn này, khóa đàn này vàng, khóa đàn vàng, núm trắng vẫn còn đẹp nhá, vẫn còn đẹp, mấy chục năm rồi nhưng nhìn vẫn còn đẹp. Đầu đàn cũng không xuất mẻ gì đấy. Đầu đàn, cần đàn này, cần đàn phía trước phía sau nhá, mặt tút đây không bị mòn nhiều. Phía sau, phía sau cần đàn đẹp này. Cần này thì giống hệt cần của C300 rồi, giống hệt C300 huyền thoại này, không khác gì. Tiếp theo là mặt top. Mặt top cũng đẹp, có một vài vết cấn. Đây, một vết này, hai vết này, cũng mấy chục năm thì khó tránh khỏi lắm. Như thế này là tôi cho rằng là khá đẹp. Không được xuất sắc đâu nha, xuất sắc thì nó phải không có vết nào cơ. Như đây là gọi là khá đẹp. Bởi vì mặt thì nó không bị rạn, không bị vỡ, không bị chảy nhiều, không bị cũ. Có vết va chạm nhưng mà nó vẫn nhìn nó vẫn bóng và mới. Tiếp theo là hông. Đây là hông đàn. Hông đàn này, gót cần đàn này, lưng đàn này. Tiếp theo lại đến hông đàn bên kia, gót cần đàn. Cây này thì phần đáy, đáy đàn này có vết bạc sơn rồi. Đấy, cũ theo thời gian. Sờ thì bóng mịn hết, nhưng mà phần đáy thì lại nhìn nó hơi phai màu. Đây là màu của sơn nốt, nó ngả màu rồi, ngả sang màu vàng. Đấy, như thế là các bạn đã được xem tổng thể nhé. Đây, ngựa đàn còn nhiều nhé, ngựa đàn còn nguyên luôn. Các bạn thoải mái để mài và căn chỉnh action. Cầu ngựa gỗ cũng nguyên luôn, đẹp lung linh đấy. Về đánh giá tổng thể về cấu hình thì tôi thấy cây này nó phần trên này nó giống hệt Yamaha C300 huyền thoại. Phần mặt to cũng giống, nhưng phần lưng và hông thì khác loại gỗ. Nó sử dụng loại gỗ khác với lại gỗ Yamaha C300. Về chất âm thì tôi test sơ lược thấy giống, thấy giống nhau. Bây giờ cho các bạn nghe sơ lược về âm thanh nhé.
Hiện tại là chưa thay được dây sang cái bộ dây mới. Như dây này thấy cũng còn kêu. Ừ, cũ lắm rồi nhưng vẫn kêu là được. Để xem nó có bị rè phím có lỗi gì không. Bây giờ cùng mời các bạn cùng nghe phần test âm. Bây giờ tôi sẽ test nhanh cho các bạn nghe nhé. Chỉnh lại cái dây xem nó chuẩn âm chưa này. Đây là giải 6 dây buông. Vẫn lưu ý với các bạn là các bạn đeo tai nghe nhé. Bởi vì nghe qua cái loa điện thoại này, nó nghe cái loa ngoài của điện thoại nó không chính xác đâu. Nghe nó chả có cái bass gì, nó chẳng có cái rõ ra cái âm gì. Các bạn phải đeo cái tai nghe vào. Đeo một cái tai nghe có nhiều bass thì càng tốt, hoặc là nó càng chi tiết thì càng tốt. Thì nó nghe nó mới đúng như ngoài, nó sát với ngoài đời, chứ nghe qua cái loa ngoài của điện thoại nó chả đúng, nghe nó chả có một tí vang nào. Lúc đấy thì các bạn ấy cứ báo số đàn nghe trắng rõ đi, bởi vì cái loa ngoài điện thoại của các bạn nó không tái hiện đúng, thậm chí nó còn rè. Bởi vì khi mình đánh cái dây siêu trầm này thì cái loa điện thoại nó có trầm được đến mức đấy đâu, thì nó xảy ra hiện tượng là hơi rè rè. Cho nên các bạn phải lưu ý, chúng ta nếu đeo được tai nghe thì tốt các bạn nhé. Cây này âm cực hay luôn, không có kém gì Yamaha C300 huyền thoại nhé. Thậm chí nó có nên vài nét nổi bật hơn ấy về giải chép. Giải chép nó còn rõ nét hơn ấy. Âm thanh quá hay luôn các bạn này.
cực kỳ hay luôn. Yamaha C300 Ma. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.